Đoàn xe cứu trợ từ Nam ra Bắc gần 2.000 cây số gặp khó khăn khi đến trạm thu phí Quảng Ngãi. Mong bà con chia sẻ, hỗ trợ để cơ quan chức năng thông thu phí khi qua trạm thu phí nha mọi người. Chào mọi người, mình là Đức Rũ, thành viên trong nhóm cứu trợ lương thực thực phẩm từ Lâm Đồng ra miền Bắc mọi người ạ. Nhưng đang đi đến trạm thu phí VAT Quảng Ngãi này thì mình dừng lại vì là nguyên nhân là người ta đòi tụi mình là phải lấy tiền thu phí xe á. Có rất là nhiều xe tải, 8-9 xe gì đó, bây giờ mỗi xe tải á là phải á như dự kiến 8-9 xe tải là phải trả hết 5 triệu tiền phí đi đường mọi người ạ. Từ Nam mà đi ra Bắc á, rất là nhiều trạm thu phí luôn. Nên là tụi mình không thể nào mà đủ điều kiện để trả hết các tiền, cái khoản thanh toán cho trạm thu phí. Nên là không, bây giờ Đức Rũ làm video này, mong mọi người thấy được và chia sẻ để các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ cho bà con đi cứu trợ được qua trạm miễn phí. Từ sáng tới giờ thì tụi mình đi cũng phải cả chục trạm rồi mọi người ạ. Trạm nào cũng hoan hỷ cho bà con đi qua không có tốn tiền, nhưng mà khi mà đến trạm thu phí Quảng Ngãi này thì gặp khó khăn một tí. Nên là bây giờ Đức Rũ làm cái video này á mọi người, để mong là lan tỏa, mọi người chia sẻ lan tỏa để cho cộng đồng biết đến, và sau đó là sẽ hỗ trợ cho các xe tải thông đồng như xe của tụi mình đi qua đó. Tại vì là tụi mình đi ra đó ăn cơm còn phải ăn cơm cứu trợ, ăn cơm không đồng mà, rồi hàng hóa này, rồi cũng xin xe không đồng, rồi bà con cũng hỗ trợ, đâu có tiền gì nhiều đâu mọi người. Anh em bây giờ là 11 giờ mấy, 12 giờ rồi vẫn chưa được ăn uống gì luôn. Đứng ở trạm đây là cũng phải tầm là tiếng 2 tiếng đồng hồ đó. Bây giờ là mấy giờ rồi anh? 11 giờ 20 rồi mọi người. Đứng ở đây gần cả tiếng đồng hồ, hơn cả tiếng đồng hồ rồi mọi người. Rồi. Dạ, đứng ở đây. Trạm nào mà như này thì biết bao giờ mới ra tới bà con miền Bắc. Thì ở trong Nam tụi mình thấy bà con miền Bắc đang rất là khổ cực. Nên là anh em này bà con cũng có một chút tấm lòng để muốn gửi gắm đến. Nhưng mà tới đây thì gặp một chút khó khăn nên là Đức Rũ làm video này. Đó, để mong bà con chia sẻ để cho cơ quan chức năng hay là cơ quan nhà nước gì đó thấy được. Không có lấy phí của bà con ha. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Nếu mà Đức Rũ có nói gì sai á thì hy vọng bà con mọi người thông cảm cho Đức Rũ ha. Được không anh? Xe đang đợi ở trên đây rất là nhiều mọi người. Này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây đều là xe mười mấy tấn trở lên, chở rất là nhiều hàng luôn. Đó,